tổng tổng hấp hấp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người ta dở khóc dở cười. Ờ trời ơi, chơi cái trò này là xác định chỉ có bài thôi nha. Trời ơi. Bé con đang tập tễnh bước đi thì bất cái ngờ. Rồi, té ăn cái mà tưởng đâu nhảy hip hop không chứ. Ơi, chữ bẻ đôi thì chưa có biết mà bình phẩm sách như là đúng rồi á. Ghê nghe. Rồi xong, nắm được tóc bài ngang. Ủa trời ơi, phèn này rụng không ít sợi tóc á chứ. Mới bé siêu mà quy lực ác kìa trời. Cách dỗ em uống sữa khi mẹ vắng nhà kiểu. Hả? Chà, chén ngon lành luôn chứ. Trời đất ơi, tiền cũng chỉ là rác với bé con thôi à. Dứt thẳng tay kìa. Trời, đại gia tương lai đi rồi. Lấy trứng cũng phải có nghệ thuật nghe. Ê, không là ăn mổ ngay chứ. Trời ơi, bà dặn không có được đi vào vũng nước nhưng mà cháu thì trời ơi dẫm nhiệt tình báo thiệt sự á. Dăm ba cái vách tường sao mà làm khó được hoàng thượng. Ê, đi tốt nha, trốn sang đi chơi suốt mà. Ôi mẹ ơi, nóng quá trời. Trời, nết ăn gì đâu có duyên dễ sợ hả chị. Ủa, tanh bành con xe rồi. Xe hư có khác ha, phá thoải con gà mái luôn. Đi làm thì cũng vui đó, suốt ngày đập với phá thôi à. Lần đầu đắp mặt nạ trước mặt của con trai cưng cho nên là. Bà nào đây trời, không phải mẹ tôi không vợ. Ai chà, phối hợp nhịp nhàng chờ giờ kết. Trời đất ơi, vẫn là đá trượt thôi à. Chịu, chịu thua. Kính cũ rồi, cần thay mới kiểu. Chà, lắp thì lâu chứ mà phá thì dài búa là xong liền. Hay, cùng nhau nảy lửa lên. Có bảo hộ rồi, không phải xoắn nha. Hí hai hí hửng anh bóc cái chai xăm banh mới mà ai có dè. Ấu đổ bể trơn, xót tiền gì đâu á. Nhạc lên là hey, ai chai quẩy mạnh tay như là nhạc trưởng luôn ha. Tương lai có vẻ là điều khiển được cái dàn nhạc đấy chứ. Tin vào tay lái của ông anh và cái kết. Hai anh em lăn quay cua đơ luôn. Tuyệt vời. Chờ mãi mằng sen chưa có chịu dậy cho ăn, cho nên là gặm tạm cái đuôi cho đỡ đói hả. Tể ra thì có đuôi cũng tiện quá hen. Đói thì mang ra gặm cho vui chứ gì. Mang cái chậu rõ là to hứng cái quả dưa hấu mà ai có chè. Ôi trời ơi, lọt qua cái chậu luôn. Rồi hứng dữ chưa. Tẩy máy chân tay rồi có ngày. Lọt cống chừng sao. Người ta đã chặn rồi mà còn bỏ ra nữa. Tự mình hại mình thôi à. Chú để anh tự trượt đi. Trời ơi, này thì tự trượt rồi ha. Té vú vô vụi cả ra kìa. À, mày dám khách khích tao hả? Cho mày ném mùi nè. Edwin. Ôi Khen ơi Khen, cứu tao. Ôi, chắc thổi cần trợ giúp hen. Cũng là rang hướng dương cơ mà, nó lạ lắm. Trời ơi, mấy sưởi mà tưởng đầu chảo gan không hết chứ. Chịu rồi. Cầm tái rồi, thấy cái mặt ta là đang giận không có con sen cơ. Đang đà gật ngủ nhớ ra là vẫn còn ăn thì tỉnh ăn tiếp rồi khò thôi.
Đời á, về cơ bản không có răng là buồn. Ngồi nhìn cả nhà ăn mà không có sơ muối được gì hơn á. Dạ, buồn của nhóc con nè. Hứa cho bạn nhỏ đi chơi mà không có đưa đi thì dạ, lườm cho muối mặt luôn nghe. Giận lắm rồi đó nha. Nhanh mà nạp đồ ăn mới hết dỗi liền á. Anh trai đang đi thì bất cái ngờ. Ê, trời ơi, té đúng vào hố luôn kìa. Ê, đồ ên. Sao? Mấy chú thấy anh trượt dáng có ngầu á. Nhớ like và share cho kênh anh đó nha. Ú ta 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 ta. Lớn cũng biết livestream hả? Ghê, ghê rồi. Sẽ cần hút ẩm và cái kết. Á, chà chà, bao nhiêu là băng vậy? Không có thấm hút tốt thì hơi phí à ngàn. Úi da, thôi bỏ dép rồi. Phiêu, miếng ăn ngay trước mặt mà còn dính nữa. Tức điên hết người nè. Ngăn ngăn ngăn. Úi trời, mua lẹ mua lẹ. Thè mà không có được mua thì cứ gặm luôn nha. Kiểu gì mà má mì chả phải mua hen. Nhóc con tài lanh dễ sợ à. Dòi rửa tay có cái gì đó sai sai. Ủa, đun nước rửa tay hả? Rồi, đạp cửa xong vô sân bóng nè. Sư tử gầm tới nơi. Chà chà chà, anh chồng nhanh chân phết nha. Phi cái dèo lên cái hàng rào luôn rồi. Kỹ năng trốn vợ cái thành phản xạ. Hay nhờ. Úi trời ơi, buồn cứ da vô tay như vậy là khó rồi. Ê, rửa còn không ra nè. Ây da. Chuột túi sinh đôi của ông bà bô kiểu. Ô thôi, tắm mát rồi. Trên ghe nóng quá, xuống nhúng nước cho phê người ha. Hây, khiêu khích cơ hó hả? Trời ơi, một bầy tới nơi tấn công luôn. Tưởng là chủ mà đòi bắt nạt hết hả? Mơ đi nghe. Mơ đi. Con trai thì da phải đen mới gọi là khỏe khoắn cho nên là... U là trời, nhuộm băng nhỏ nồi hả? Đen loang lỗ luôn. U là trời, nhuộm băng nhỏ nồi hả? Đen loang lỗ, người thì ốm nhom. Câu cá mà cạn lời vậy trời. Ủa alo, té ra là cho gà ăn hả? Biệt đặt dụng cụ câu đồ. Nhớ nghề mà bị vợ bắt chăn gà đấy mà. Thấy ba tóc mọc hơi dài, trai cưng làm dài đường tóc đơ kiểu. Chu choa mà ơi, nham nhở đừng hỏi gì sao luôn nghe. Thợ cắt tóc xịn xò phết nhờ. Nghe nhạc sập xinh là bé con liền. Hú liền, quẩy mạnh, quẩy ác luôn. Mời đến. Chủ sạp ơi, hai cái khay sầu này bán sao vậy? Các cái vẻ mua hàng để rồi. Cuộn luôn, trộm trong tích tắc. Manh động ác nha. Bán hàng kiểu này là lỗ sớm thôi. Ê, nhìn lại cái tay đi chị gái ơi. Tính làm quen hay vậy? Tới cái lúc chị gái nhận ra thì Ui, trời. Ta nói nó quê chứ ê kéo dài. Té lẹ cho bớt quê nha. Ai cũng tay nhanh như chớp. Vậy end game là ai đấy ta? Anh trai thua đậm nè. Dạ, chị cứ yên tâm vô cái tay nghề thợ spa của trung tâm em nha. Dơ cái kết. Trời ơi, cặp môi rù quến thêm cái thanh bảo đao lông mày. Uy tín hú hồn chưa? Trời ơi, trời ơi. Khi ba má kêu là muốn ăn thịt thà các kiểu thì... Đây, thành phẩm đây nghe. Trâu bò lợn gà đủ hết. Nhẹ nhàng thanh niên con, lấy cái chiếc ghế đi để rồi.
Rớt cặp đào nghe. Rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Anh ba ngồi không mà cũng dính đào từ cậu trai yêu quý nữa. Hết cứu nha. Muốn ngồi lên đùi sen hả? Mơ đi hoàng thượng ơi. Mẹ ơi, mẹ coi con nặng cái tượng đất theo hình mẫu rồi mẹ có đẹp không? Trời đất ơi, đẹp tới nỗi mà không có thể nào cất thành lời luôn chứ. Cầm nín luôn. Người đẹp. Cách vận chuyển chảo đúng cách là đây. Trời, chỉ khổ cho anh chồng thôi à. Đi sương sương tầm 20 cây chắc gãy tay quá. Mệt, không có sách nữa. Ê, ơi, thấy ba ăn dạ, cái là bé con cầm liền. Chịu thua rồi đó. Đam mê quất kiểu. Trời đất ơi, mũ, váy cho đến tối quất. Ai làm lại chị gái nữa. Lần đầu uống cà phê phin nhưng mà quên hỏi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. À thì chui cho bà ơi, ám ảnh cuộc đời hen. Đang video call với con mà sợ con không có nghe rõ cho nên là trời ơi, giọng của ba nhưng mà hình ảnh của người khác ha. Xem xét kỹ ngày lành tháng tốt để rước dâu mà đâu có ngờ đẹp ngỡ ngàng, đẹp bất ngờ, đẹp tới độ là lũ trôi cả người luôn. Ủa, sao giận mãi mà không ra nè? U là trời, người thì giận ra, người là giận vô. Ra được mới tại chứ. Chị gái mới phi tới cửa bếp á thì ui da, té bầm dập rồi. Ôi trời ơi. Nhờ xe gãi ngương xéo nha. Trời ơi, gãi thì tưởng đâu động đất không chứ. Bộ nghĩ cái thân hình nhợn là mình hạt xương mai hay sao gãy lực dữ vậy. Tới giờ ăn mà hai thanh niên bò kiểu. Bye bye, tới cái giờ hẹn với bạn gái rồi. Phiêu, bay khỏi chuồng luôn hen. Ý dạ, khá quá nha. Ê, dép cười ngoắt cả miệng rồi. Có vẻ là chị gái vẫn chưa biết gì đâu ha. Đứng em, để chị cạo đầu cho. Trời đất ơi, phận làm em nào dám hó hé gì đâu. Thấy mẹ vàng cái là méo liền. Cơ mà giờ giải cứu có còn kịp không ta? Hey, cho. Trời ơi, tập thể dục mà đâu tưởng dẹo cuộc sống tới nơi rồi chứ. Sang mới mua cái cục xương ở đâu bự quá vậy? Răng mới mọc sao mình tiêu quá hết cái đống này được. Chắc mình gãy răng quá. Ê, có đồ ăn ngon. Ê, sao mình nhanh tay bằng bà được. Đều còn ngon lắm ha. Lần đầu thử làm quý cô và cái kết. Cho, rớt gì là ra gì giờ này nọ đó chứ. Đi ngon ơ luôn. Ai chà, thử động vô cái bát cơm của cờ hó coi. Hợp ngay giờ luôn á chứ. Động tới đồ ăn thì chỉ có là chủ thì cũng chiến tới cùng thôi à. Đầu dơ thì phải tự gọi thôi. Nhưng mà càng nhìn thì càng thấy sai sai ở đâu ta. Phải coi con sen có dấu sọ đỏ đây không mới được. Chưa có kịp sơ muối thì đã rớt mất tiêu rồi. Ê khoan, tôi còn chưa có kịp ăn mà. Ủa alo. Ôi mẹ ơi. Buồn bay phách lạc chưa chị gái. Hấp ha hấp hay. Ây da, nắng chói dễ sợ. Yêu muốn chói con mắt luôn nè. Ha 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 ha
Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Ngầu chưa quá 1 phút á thì té sắp cái mặt rồi. Sút bóng and trúng cái giỏ nè. Trời, chuẩn khỏi phải chỉnh nha. Thấy con có cái năng khiếu khoan đục thì trời, tủ gỗ nào cũng có tác phẩm trang trí xịn luôn nha. Mời đến. Cách mà bé con dán mi giả kiểu u là trời, bộ mũi mới mọc thêm cánh hả? Chị gái nhanh chân đỡ cái quả bóng mà ai có ngờ hút bay cả cái trọng tài rồi. Khó à nghe. Ủa gì đây? Giao lưu, trao đổi thêm kiến thức võ mèo hả? Lắng nè, rồi xong, rụng tại chỗ. Hệ sư tư trong giờ thi kiểu rồi, chả mấy mà hói thôi ha. Chị mẹ mới về nhà và thấy cảnh tượng u là trời, nhuộm trắng bằng bột hả? Báo mẹ quá trời quá đất rồi. Trời ơi, là trời. Ê, coi ai sợ ai hơn nè. Chứ sen con là chiến lắm nha, đạp ác luôn á. Theo thói quen xin cái bật lửa mà chị gái đâu có ngờ người cho mình là... Ủa cha mẹ ơi, người yêu cho hả? Té lẹ trước khi còn kịp. Cũng muốn livestream nhưng khổ một cái, chiều cao có hạn, không có thu vào camera được. Trời ơi, là... trời ơi. Hay da, ai da, coi bộ thốn à ngang. Cả người nhuộm đất luôn hả? Phê phải biết hen. Chà, cơ hó góp sức mãnh liệt luôn. Thắng được hay không thì khó biết hen. Trời đó coi, báo nhí cả nhà đây rồi. Cạn lời thiệt chứ. Người đó. Chị gái cắm cúi cầm điện thoại thêm dấm vô cái bát mì của mình mà ai có dè. Trời, nhầm nhọt sao trồng trọt rồi. Nhanh chân về lại chỗ không là độn thổ vợ không có hết xí hổ đâu nha. Tính là khè thanh niên hàng xóm nhưng mà đâu có ngờ. Ây da, áo mắc vô hàng rào muốn tiêu rồi. Mất cả cái hình tượng, nhục quá đi. Trời, chạy đâu cho khỏi sóng biển này ta. Vẫn cứ là sắc mặt thôi à. Trời ơi, là trời. Múa đồng đội nhưng mà muốn kết màn một mình. Phải tỏa sáng kiểu ừ, trời, bó toàn tập được chưa. À mẹ dời. Trời ơi, ta nói to đùng như vậy mà vẫn đòi sữa mẹ làm sao? Chó mẹ sợ quá chạy té khối rồi kìa. Một chiếc em bé đầy biểu cảm kiểu... Mới đầu đúng kiểu nghe tin nhà đang nợ người ta nửa tỷ. Ủa gì vậy trời? Nghèo mà đẻ tôi ra làm chi nữa vậy? Xong rồi thì mới biết thêm là bố mẹ lại có tài khoản ngân hàng 2 tỷ lận. Á, được á, không có phí công đầu thai rồi nè. Khi bạn nuôi quỷ chó tăng động kiểu... Dạ, vui quá đi, phi nhanh lên nè. Cái kết. Ê, bắt quả tang tài xế nào đi xe quá tốc độ cho phép đó nha. Ơi, cái lúc gặp chướng ngại vật thì thắng đâu có kịp đâu. Té lộn mèo luôn. Mời anh vô đây đo nồng độ cồn nha. Các bạn ơi, các bạn có thấy là chú cún này có dễ thương không nào? Là ông bố vội vã chạy về nha.
vĩnh biệt. Ôi trời ơi con ơi, cái áo cạo này nè, mẹ nặng sẵn để ăn sáng á. Không có phải đất nặng đâu mà mới tung lên như vậy. Trời đất ơi, rõ ràng là mới rời mắt con chút xíu thôi à. Mà ông nên ông đã chui tót cây ra tủ lạnh dây thì có lẽ là phải mau gửi trả đi thôi. Cái bạn đi học nhưng mà không có quên phẩm chất cao quý của mình hả Thi? Đúng rồi, bóp chỗ đó là chuẩn nha. Mạnh vô, mạnh vô. Ôi trời ơi, con nhóc kia đã tìm được một thân cận phục vụ việc bóp chân ta luôn. Quá khổn, quá khổn. Vâng, kính thưa quý vị, đây là nhà trẻ. Hả không, nhầm, phòng khách nhà em nha. Nhà này hả, có quý tử rất là biết cách bày nha. Lối đi thì chật kính gấu bông, ô tô mô hình plap 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 các kiểu, khiến cho bậc phụ huynh không có dám dẫn bạn về nhà để khoe. Lúc ta hảo con nha. Anh ngư dân bắt được con cá da trơn và cái kết. Ông đội nó lên đầu trông như là chàng tiên cá phiên bản sập bi ghê hen. Mấy đứa thấy anh có ghê không? Mình anh đây thôi là bắt được cái con này đó nha. Ủa mà nói chứ sao cái con này nó xấu dữ vậy nè trời. Vâng, một gia đình kiểu mẫu. Bố và chị gái cùng nhau ăn hồ lô ở phía trước, còn phía sau là cô em út đang phải xách đồ đi chợ về. Hầu hầu, gì mà bất công dữ vậy nè trời. Cái nhà này hả, gì cũng mới tay còn trơn á. Cuộc sống mà, phải chấp nhận thôi chứ biết sao vợ. Khi mà bạn đẹp trai thì có ngắm qua gương hay là qua bát nhôm thì vẫn thấy xuất sắc. Cậu nhóc ăn trưa xong thì lại đắm chìm vô cái vẻ đẹp của bản thân. Đủ bạn xung quanh kiểu... Ê, tụi bay ơi, coi nó kìa, coi nó tự luyến ghê chưa. Bố đưa con gái đi chơi, nhưng mà cứ được vài bước thì lại dừng để ngắm hoa hái đá bi lai. Trời ơi! Wow, nhiệt là một cái sáng kiến không có tồi. Ông bố sợ mỏi chân nên buộc luôn cái ghế đằng sau mông. Thiệt là tiện ích quá đi. Ở chung phòng với đứa nó ăn cái gì cũng phải xài cái xay bự tổ chẳng vậy mới chịu á. Ôi trời ơi, coi cái nó ăn kìa trời. Tổng đẩy cho cố vô rồi lại than. Ôi mẹ ơi, sao tao cứ lên cân dữ này trời. Tao có ăn gì đâu, ăn có một xíu thôi à. Các bạn có muốn có người yêu dễ nuôi như vậy không nào? Hãy comment bên dưới nha. Em trai đi treo ong và cái kết. Ô la la, liệu đây có phải là ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười 3 phần lạnh nhạt, 4 phần châm chọc, 5 phần thờ ơ của tổng tài bá đạo trong truyền thuyết không ta? Thấy cũng tội thiệt á, mà xin lỗi cho chị cười xíu nha em trai. Em bé gái thể hiện skill lướt xe điêu luyện của mình đây. Rồi nhấc cái chân lên. Không có biết là con bé nó học đâu ra cái kiểu đó luôn vậy trời. Nhưng mà tôi cho 10 điểm tự tin nha. Thôi là biết bả tự phục bả luôn rồi đó. Làm anh thiệt khó nhưng mà thiệt vui. Ai yêu em bé thì làm được thôi. Là vui ngay cả khi đi ngủ luôn nha. Ông anh trai này thiệt là có phước khi có hai cô em gái siêu đáng yêu. Một bà thì ôm tay, còn bà kia thì ôm chân, không có chịu buồn. Thôi thì chúc ba bạn mơ đẹp hen. Hai chị em nhà kia rủ nhau chơi cầu trượt. Nhưng mà nhìn kỹ lắm mới thấy hai đứa đó nha.
cả người dính đầy một màu vàng cam của Bùn. Nhưng mà tuổi thơ mà, nghịch ngợm xíu mới động lại kỷ niệm chứ. Biết cầu trượt chốn nông thôn vậy, anh Thị lấy đầu ra. Thấy bà chị nặng bánh, cậu bé này lại giúp đỡ á Thi. Ủa, giúp cái gì mà kỳ vậy trời? Lại đem cái nẻ bánh đã được nặng bỏ vào trong thau bột. Ba thì làm, cháu thì phá. Không có biết tới bao giờ mới đem đi học được đây á trời. Mấy nam thanh nữ tú đang trải nghiệm trò cảm giác mạnh thì bất ngờ. Trời ơi, đỡ tôi, trời trời. Trời ơi, cái bà quần đùi đen bà bám trụ không có nổi nên bà lăn lộn tứ tung lung luôn. Cứ phải gọi là em quay cuồng trong mơ hồ luôn. Trò này cho tôi chơi chắc tôi ói ẻ ở trên luôn quá. Khi bố có một đứa con trai cùng đam mê giày thể thao đi lái. Cậu nhóc năng nạt đòi đi giày xịn của bố, dù có phần hơi rộng ngang. Còn ông bố thì đành chống nạnh đi tạm cái phiên bản mini vừa mỗi cái ngón chân cái thôi à. Ông chú áo trắng thấy con cờ hói chia mõm ra khe ống, ông tính treo lại ác thì. Xin vĩnh biệt cô. Rồi xong, bay màu luôn có ví. Bảo nó trả mà nó còn cãi ẩm của tỏi luôn. Đâu đâu, ai lấy của ông? Đi nhanh cho tôm tập phát cho vợ. Đúng là sáng ra đã su cà nai với con quỷ này rồi hà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi. À hi hi, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Dạ cái cướp. Ba chị té cái bệt tiếp đất bằng mông rồi cũng dán luôn cái gáy xuống sàn luôn nè trời. Siêu đau vậy đó mà cũng ráng vậy mở nó cái cửa ra đón ngày mới luôn nè. Khi bố đút mà con không có chịu ăn và cái kết. Trời trời đất ơi, ông cầm cái gì mà trông ghê quá vậy? Ông bố mới để cái xẻng trước mặt mà nhỏ ăn hoang ghê luôn á. Cha, đúng là cách làm của mấy ông bố luôn có sự khác biệt hen. Rồi tiếp theo, tiếp tục là một ông bố đang chơi với con. Ai ngờ là trời, nhỏ cắn môi ổng không có buông luôn kìa. Ai nói thì trẻ con không có làm gì được. Nhỏ cắn ổng đau thấy mấy ông trời luôn nè. Sao chơi nha ba, đừng có nhận với con á. Chị vợ cục súc đang nấu ăn, anh chồng giang tay xin miếng và cái cớ. Xin vĩnh biệt cô. Bà đổ luôn cái miếng há chảo vừa mới vớt từ trong chảo dầu cho vô tay ổng vậy đó. Bận muốn chết à, không có giúp gì mà còn xin ăn nữa, cho đáng đời. Khi bố vào bếp để nấu ăn á thì đâu ra mưa bỏng hay vậy trời? Trong khi ông bố loạn cao cao không có biết làm thế nào thì cô con gái thảnh thơi ngồi ăn bỏng không có mà nguy hiểm luôn. Cái ông bố này thuộc hội ghét bắp nếp chắc luôn á. Ông anh tính cấm cái dây điện nhưng kiểu rồi không có biết là ông thợ nào lại thiết kế cái này đây ha. Làm ăn vậy là chết người ta rồi. Nhắm làm kiểu sao mà cái dây có chút ép vậy cha. Khổ thân ổng, đứng nãy giờ đâu có cắm vô đâu. À thôi hay cắm đại vô cái lỗ mũi tao đi ha. Thấy vợ đang đi dứt rác nên ông chồng trèo chọc đá trúng cái đuôi làm bả ngã quỵ xuống luôn. Xin vĩnh biệt. Ngon ha, ngon ha, dám treo bà ha. Chị gái quay lại đá chồng cả thiệt là mạnh và nhanh chóng gọi mẹ và nhập cái vai người bị hại luôn. Ăn thêm hai cái bốt vô đầu nha trai ơi.
đang nhổ lông gà thì thấy gái xinh đi qua hả? Hi. Ủa alo alo, cái tay đang mần gà mà đã đưa lên định nhổ sạch cái tóc mái của bà người yêu luôn. Dám háo sắc hả cái ông kia? Tắm trong lông gà cho tỉnh lại đi ha. Ông anh gọi được bát mì nóng kiểu. Thiệt là thông thái quá đi hả? Đưa ra trước quạt vậy đó, chả phải là nhanh hơn nhiều mỗi lần mở mồm ra thổi hay sao? Mỗi tội là bao nhiêu khói lại phả vô mặt ông hết nha. Ấy dạ, nhanh nguội làm miếng cái còi, chứ đói lắm rồi. Chị gái đang học cách lên xe đạp theo cái phong cách của mấy ông chú dùng quê, đi kiểu thông dụng quen rồi, kiểu mới này nó mới chấn trời chứ. Và cái kết. Xong thôi xong, bà đá cái chân lên yên. Mà cái quần nó bó sát quá, không có qua được. Quần ngã cái chấn tương cái lưng luôn. Trời quý vị ơi. Rồi tiếp theo, chị gái ngồi xe trượt dốc và cái cớ. Trời ơi. Rồi xong, đến cái khúc cua dốc là bả đâm đầu vô cái bụi cỏ luôn. Chị gái hả mà chăm chỉ xem clip trên Trung Tinh hài là biết mấy cái khúc cua định mệnh như này là dễ có biến lắm à nhen. Ủa ghế này ngộ ha, ngồi thử tí cài. Dạ cái kết. Trời ơi bảo tóc u là trời đất ơi luôn. Nó lắc cho chị gái ngồi không có vững nữa chứ. Bà phải bám chặt hai cái tay luôn kìa. Ông hả là té luôn nha. Thôi, chịu chịu chịu. Không có chơi trò này đâu bạn ơi. Màn tập duyệt đấu bò tót của con mẹ bò nhà Bi Lai. Cái sừng thì không có to mà dám lôi chủ nhân ra để tập hút chân. Có mẹ hút rất chi là nhiệt tình luôn nha. Thôi ta xin mày luôn á, đây là Việt Nam chứ không có phải là Tây Ban Nha đâu nghe. Đánh cái tay nè, đã nói là đi lấy hạt rồi mà cứ ngồi gõ gõ đánh đánh cái gì không biết nữa hà. Trời ơi. Tính là hiền thục bữa mà con sen không có nghe lời nên hoàng thượng là phải đóng vai ác đây mà. Cô ơi, bắt tay kết thân cái nè. Mày chắc chưa, bắt tay xong cấm hối hận đó nha. Trời ơi. Ghê luôn. Rồi xong, con mẹ cua vừa bắt tay xong thì con mồm lèo cũng hối không kịp, hét banh cái nóc luôn. Đúng là không có dạy nào như cái ngu này. Mày ngon mày bước qua đây ta xem coi nè. Tao là chả múc cho tung đích nha. Ủa sao tao phải bước? Mày giỏi thì mày qua đây hút tao nè. Thấy khẩu khí hai bên khá là căng, ông chú áo đen mới kéo luôn cái tấm lưới ra. Và kết quả là hai how old nhà ở đâu? Nay tôi làm quen nha. Hey, đúng là cái đồ hai giang hồ mỏm nè. To mồm chứ nào dám múc nhau đâu. Mấy bạn thấy đúng không? Còn đây, nhà có một chiếc cờ hó chăm chỉ kiểu. Ôi là trời, con mẹ xếp gãy đâu ra đó luôn nha. Nhà có chiếc cờ hó nhưng dây là lỡ được cả đóng tiền thuê thợ luôn đó chứ. Đúng là chó nhà ta mà. Nhìn lại chó nhà mình, chỉ toàn ăn chay ngủ không mà. Em gái xinh đẹp tính chơi nhảy sạp và cái kết. Chưa thấy ai mà bị dấp ngay từ cái bước nhảy đầu tiên vậy nha. Đáng vậy là còn tuột dép nữa chứ. Lấy mãi cũng không có được luôn. Mấy anh cho em lấy dép để còn nhanh biến khỏi cái chỗ này chứ. Giờ nhục quá.
mở đầu là hai anh chị chơi game, cặp đôi nào mà làm nổ được cái bóng thì sẽ thắng. Trời ơi! Ngực tấn công, phương không phòng thủ, cơ mà quả bóng là không có chịu thua. Sau một hồi, hai ông bà chuyển sang tấn công từ trên cao á. Thôi, từ bỏ luôn đi nha. Hai anh chị đi hẹn hò tại quán đậu thì... Ôi da, nóng quá đi má ơi. Mấy bạn gái bị như vậy, anh trai cười thở xoay người cái răng. Hy vọng cái bà người yêu chuyển luôn cái miếng giò nóng vô miệng ống luôn. Trời ơi, ông anh trai kia bị bỏng muốn rụng cả hàm răng luôn rồi kìa. Chị gái mới mua được một quả dưa ngon xuống dách, định thả cốp xe nhưng mà không có dừa. Quay hoang hồi và cái kết. Cho nên là hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ô là trời luôn em, quả tháo hẳn cái yên xe ra rồi để quả dưa vô. Vậy là xong, đã vậy còn có cái chỗ ngồi nữa chứ. Dâm ba cái này sao làm khó được chị. Rồi tiếp theo, chao ôi mỹ nữ cho em hôn miếng coi, miếng danh dự là cái tôi mà. Trời ơi, đúng là tuổi trẻ tài cao mà, mới tí tuổi đã biết chọn gái xinh để hôn rồi. Mặc dù là bà kia thì ngại, mà thằng nhóc thì vẫn tấn công, thì gớm luôn. Còn đây, mấy bà thím rủ nhau đi chơi nhảy dây để ôn lại tuổi thơ và cái kết. Trời ơi, bà thím áo đỏ vừa vô trận thì đá chân nọ đá chân kia, ngã bệt cả mông xuống luôn. Đồng đội thấy vậy còn cười đỏ cả mặt. Ê, đúng là tụi mình hết thời rồi tụi bay ơi, như vậy xương khớp đã biểu tình hết rồi. Dì mẹ đang ngồi lựa đồ á thì... Cô con gái vui tính dữ hen, tự nhiên ra cái ọc nguyên cái sâu lên đầu mẹ luôn vậy đó. Lại được thêm cái bà thím kia nữa, thấy người ta đội cây bắt chước đội theo luôn làm sao. Tới khi bà mẹ tháo được cái xô ra kiểu... Ủa làm sao? Bộ trần nhà dột hay gì mà ai cũng đội xô hết vậy trời. Cậu bé khi vừa nghe tin thầy giáo sắp cho làm bài kiểm tra một tiết và cái kết... Ông nhỏ thông minh dữ hang, lấy ba cái bút làm ba cái nén nhang vậy đó, rồi khấn giới luôn. Các cậu phù hộ cho con qua cái bài này nha. Đúng là người chơi hệ tâm linh luôn á. Con trai kéo má đi xem cân bằng và cái kết. Ý da, má thì kêu thằng nhỏ đừng có kéo rồi mà nó không có chịu. Cuối cùng là cũng biết rồi he, bà té cái bịch dập cái mông luôn à. Con trai có hiếu với mẹ dữ hen, bà mẹ chịu. Một chiếc chó nhắm thấy ông chủ đang mãi mê lướt điện thoại nên nó cổm luôn con vịt quả thân để chạy đi. Đang trên đường tẩu thoát thì bỗng nhiên... cái con kia trộm cắp giữa ban ngày hay gì hả? Đèn thui đỏ quên đi nha. Trong khi con đang múa thì cô giáo kiểu... Nhìn là thấy cô uy tín rồi nha. Người đâu vừa xinh gái là con vô tận tâm vậy nè. Cô gái ngồi giữa nhắc bài từng xíu một, sợ các con tập sai luôn ha. Làm tốt rồi tí nữa về có thưởng kẹo nha. Khi tấm màn được hạ xuống, tất cả cùng nhau tiến lên để trình diện và cái cớ. Bà áo đen bước sung quá té cái đập luôn rồi kìa. Cả một bầu trời quê hương diễn ra. Xui ghê thiệt chứ. Thử
hậu trường cảnh lính triều đình đi gõ chiêng thông báo toàn dân. Ông anh lính kia đang gõ á thì trời ơi. Hú hồn cái hồn còn quên à. Ông làm rơi cái chiên xuống đất. Ta nói cái ông quay phim giật cái mình xíu nữa rớt cái máy quay luôn chứ. Xích nữa thôi là tới câu chuyện rồi nha. Con hó cùng mèo chơi đùa trong vali. À, nhưng mà nó lạ lắm mà nghe. Trời ơi. Con cậu hót kia nó định đi ra thì mồn lèo lại xíu vậy. Này tính đi đâu hả em trai? Ở nguyên đã đây. Muốn đi là phải trả tiền nha. Con sen này kiếm đâu được cái máy kẹp hạt ốc chó chạy bằng cơm tốt chỉ ta. Hàng thì cứ đưa vô mồm là được bẻ làm đôi. Cậu hót nghĩ thầm sẽ được trả công nhưng nào ngờ. Này nha, cái đồ sen ki bo kiệt sĩ nha. Có còn tình người nữa không vậy hả? Rồi, tiếp theo. Hậu trường cảnh phi ngựa. Nhưng mà ngựa này được nuôi bằng cơm nha. Nhưng mà ngựa vừa mới xuất phát á thi. Có cái việc quay phim tôi cũng không có xong là sao? Còn đây, cảnh quay công lực phá gỗ của anh sai áo trắng và cái kết. Là trời ơi, u cả đầu ông quay phim rồi. Vậy là tiền công ngày nay là phải cống hiến để đi khám cái não hết rồi. Bà chị leo lên bàn chặt đang lau dọn thì bất cái ngờ. Cái bàn nó vẫy làm đôi, đổ dở loãng xoảng luôn. Làm bà chỉ té cái bịch xuống sàn. Nhưng mà xuống cà na hơn là chân bả bị mất lại mất rồi. Nè, chúng nó là bằng hàng mã hay gì mà mong manh dữ vậy nè trời. Ông chú áo xanh vừa mới chạm vô cái cửa thì bất ngờ. Xin vĩnh biệt cô. Rồi toàn luôn. Cái cửa kiến chạm còn tí mà dở dụng luôn. Ủa ủa, vậy là tôi làm giỡn nó hả? Mới chạm còn tí xíu thôi mà. Không kỳ vậy trời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.